Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì có nhiều các bác thắc mắc là tại sao mà tên ở trên kênh YouTube là Lùa Đét Tin, nhưng mà khi mà chào hỏi thì lại là nông cơ Huy Hoàng. Thì em xin báo cáo là nông cơ Huy Hoàng là tên của cửa hàng chúng em nhé. Đó, và Luột Ad Team đó là tên của trên YouTube thôi, là tên của em đó. Nên là khi các bác mà thắc mắc nào hay hỏi bảo lắm tên như thế thì làm ăn có uy tín hay không, thì hoặc là với lại là có đảm bảo chất lượng về máy không nhá, thì đảm bảo cho các bác là cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm mà chất lượng đó, đảm bảo cho các bác luôn. Thì nhiều các bác thì cũng đã đặt hàng của bên em thôi, thì có xem video này thì đánh giá giúp em về chất lượng của máy móc các bác nhé. Đó, cũng có rất nhiều các bác là từ nơi xa đến tận cửa hàng của chúng em để đặt hàng, cũng như là để xem trực tiếp về máy rồi. Nên là các bác nào mà có đánh giá khách quan nhất về cửa hàng của chúng em, cũng như là về độ uy tín của bên em, thì đánh giá dưới phần bình luận để cho nhiều các bác là đỡ phải lăn tăn về chất lượng cửa hàng của chúng em nhé, để tin tưởng đặt hàng của bên em, uy tín là đảm bảo đó. Vâng, thì hôm nay thì quay lại về chủ đề chính các bác nhé. Thì hôm nay cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một con Estin 017 cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá, hàng sưu tầm chuẩn Nhật này, toàn tính Nhật thôi các bác ạ. Hàng này là dòng sưu tầm cực kỳ đẹp các bác nhá, nhìn bô của nó này, đó sơn các bác thấy nhìn có xuất sắc không ạ? Máy quá là chất lượng này các bác nhá. Đó, chữ Nhật còn nguyên cái này là cái tem thôi, mà cái này do về thời gian sử dụng thì nó đã bị bong chóc cũng như là ấy rồi, còn lại tí nữa rồi cái tem nó không còn được hoàn chỉnh nữa đó. Còn cái này thì zin thì em cứ để yên như thế thôi, còn về các bác nào thấy muốn lột hay gì thì tùy các bác đó. Cửa hàng chúng em thì zin nhất có thể, bán những dòng sản phẩm máy cưa cắt cỏ mà để nguyên zin nhất có thể cho các bác, về các bác về trải nghiệm các bác nhá. Đó, một cây lam cực kỳ đẹp các bác nhé, made in Germany này, xích này, quá đẹp luôn các bác nhá. Đó, các bác nhiều các bác theo dõi mà những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ, máy Estin của bên em rồi thì các bác biết thường thường những cây lam của máy Estin thì cực kỳ xấu các bác nhá. Còn đối với cây lam như thế này thì đã được cái gọi là xuất sắc rồi đấy các bác ạ. Đó, nên là các bác tham khảo video nhiều, video của bên em nào mà xem nhiều thì cũng biết các bác nhá. Và lam của con này là lam 45 phân, mặt cắt được 40 các bác nhá. Mặt cắt được 40 là cũng dài rồi. Đó, Estin 017 cực kỳ đẹp. Em nghĩ là các bác nào mà khó tính nhất thì cũng không thể chê con này các bác nhé. Được con này luôn ạ, không có bể vỡ cái gì cả. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là ngon lành, xuất sắc nguyên các bác nhé. Các bác nhìn qua tổng thể nội thất của em nó này, các bác thấy đã được không ạ? Lửa này, Wobble đó, chuẩn Nhật luôn các bác nhé. Đó, lửa zin của nó luôn này, ốc này các bác nhìn chưa có hề vết vặn gì nhá. Đó, nòng zin này, bình xăng con chế zin hết này. Đó, máy móc thì quá là xuất sắc rồi, Estin 017. Về tổng thể ngoại hình của con này thì em nghĩ là các bác nào khó tính nhất thì cũng không thể chê con này điểm gì được luôn các bác nhá. Đó, quá đẹp các bác nhá, nhìn như hoa hậu luôn ạ. Thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên này các bạn. Đó, không có nứt nát, không có bể vỡ, không có mất bất kỳ một linh kiện gì các bác nhá. Đảm bảo cho các bác là zin 100%, hàng chúng em là chuyên cam kết cho các bác zin 100%. Đó, và giá hiện tại thì con này thì em bán với giá là 3.300.000 miễn phí ship các bác nhá. Đó, giá 3.300.000 một chiếc máy cực kỳ đẹp, không chê ở điểm gì luôn. Dòng này là dòng bãi Đức đó, dòng Estin bãi Đức các bác nhá. Đó, các bác nhìn qua quá đẹp luôn các bác nhá. Nhìn về nội thất của nó thì không chê ở điểm gì được rồi. 3.300.000, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Số điện thoại của bên em thì đã để trên màn hình rồi các bác nhá, các bác chỉ cần liên hệ số điện thoại cho em đó, để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì em ship đến tận nơi cho các bác luôn. Đó,
Vâng, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Rồi em sẽ ráp lại cái phần vỏ này. Rồi em test nổ lại cho các bác nghe qua tiếng máy. Vừa nổ thử cho các bác nghe qua tiếng động cơ của em nó rồi. Rồi các bác nào ưng ý con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em, hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Số điện thoại cũng như là ấy thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Em cũng xài đó là số Zalo của em luôn. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.